Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với những video clip của bên Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và trong buổi chiều ngày 16 tháng 3 năm 2022 thì em lại tiếp tục làm một cái clip để giới thiệu đến anh chị một bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách, bộ Âu Á hộp Trường Quần Thư bao gồm là 6 món, trong đó có một chiếc đoàn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một bàn nhỏ và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Và chọn bộ sản phẩm thì được chế tác với nguyên liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và đây là cái sản phẩm rất là khủng anh chị nhá, được làm với độ dày như là toàn bộ phần ván mặt là dày 2 phân. Đó, xương vách là dày 6 phân. Và cột thì em làm là cột 7, đó, chân 10. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi lại gần với cái chi tiết của sản phẩm và sau đó thì sẽ công bố về mặt kích thước và sau đó thì sẽ báo giá công khai để anh chị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được về cái chất lượng của sản phẩm. Thì kê một bộ sản phẩm Âu Á hộp Trường Quần Thư hàng cột 10 thì nó mất chừng khoảng độ là 8 cho đến 9 mét vuông anh chị nhé. Thì đầu tiên em xin giới thiệu về chiếc đoạn dài. Với chiếc đoạn dài thì em làm với chiều dài phủ bì là 2m45. Đó. Cao là 1m15 và sâu là 75 phân. Đó. Hàng được chế tác là toàn bộ phần vách tựa và ván mặt là dày đậu 2 phân và vách thì em đục tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa thịnh vượng anh chị nhé. Đó, phần vách là dày đậu 2 phân. Và phần trương thì em làm là trương liền. Đó. Với những cái sản phẩm hàng trương liền và cái phần xương vách em làm là 6 phân. Vì vậy là cái phần trương em làm rất là dày đấy ạ. Trương là dày 10 phân, bản rộng là 42. Đó. Thì những cái sản phẩm trên thị trường thì phần xương vách thì thông thường chỉ làm từ 4 phân cho đến 4 phân rưỡi anh chị nhé. Thì em làm là 6 phân. Thì anh chị có thể tham khảo cũng như so sánh với những cái sản phẩm khác trên thị trường để biết được cái chất lượng cũng như cái độ khỏe khoắn của sản phẩm. Và phần cột thì em làm toàn bộ cột là bản rộng 10, dày là 7 phân. Đó, cột rộng 10, dày là 7 phân. Và ván mặt là liền tấm, dày đậu 2 phân. Đó, phần ván mặt đây ạ. Dày đậu là 2 phân anh chị nhé. Và khuôn tranh thì em làm với độ dày là 3,5 phân. Khuôn tranh ván mặt là dày 3,5 phân. Thì cũng như là phần yếm là dày 3 phân. Và đoạn thì em làm là đoạn 8 chân. Đó, đoạn 8 chân đây ạ. Và được hoàn thiện rất là kỹ lưỡng với chất liệu sơn O7 anh chị nhé. Và cao từ đất lên đỉnh em làm cao là 1m15. Đó, cao là 1m15. Và đoạn dài là phủ bì 2m45, sâu là 75 phân. Và cái cù te đây ạ. Cái phần cù te em cũng làm bản rất là rộng nha anh chị nhé. Đó, bản rất là rộng đấy ạ. Và te là te hộp. Toàn bộ phần mặt ván là dày đậu 2 phân. Và tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì em làm với đồng kích thước chiều rộng là 96. Nó sâu là 75 mà cao là 1m15. Nó về thông số thì toàn bộ phần vách tựa và phần ván mặt thì vẫn là dày 2 phân. Đó. Và xương vách thì vẫn là dày 6 phân anh chị nhé. Đó, phần xương đây ạ. Và trương quần thư là trương liền với độ dày là 10 phân. Và ngoài những cái sản phẩm mà em làm là hàng cột 10, đó, thì em có sản xuất với những sản phẩm hàng cột 12. Thì anh chị nào mà yêu thích về bộ sản phẩm Âu Á hộp Trường Quần Thư hàng cột 12 hoặc là cột 10 thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị em theo số hotline đó là 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và những cái sản phẩm bên em làm thì có một cái độ dày nó nhỉnh hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường anh chị nhé. Nó cũng như là hoàn thiện rất là kỹ lưỡng. Và tiếp theo là chiếc bàn em làm với kích thước chiều rộng là 75, dài là 1m47. Đó, rộng là 75, dài là 1m47. Và mặt thì đương nhiên là mặt liền, dày đậu 2 phân. Và phần khuôn tranh đây ạ. Khuôn tranh thì nó dày 3 phân rưỡi. Và toàn bộ các cái phần vách quay thì em làm toàn bộ là soi huỳnh. Đó, và dày là 2 phân anh chị nhé. Đó, soi huỳnh dày 2 phân. Chân thì là chân 10. Đó, chân 10 đấy ạ. Yếm dày 3, khuôn tranh là dày 3,5 phân. Mặt là liền, dày 2 phân. Và kèm theo đó là bàn thì em làm là bàn hộp 2 ngăn kéo. Và tiếp theo là chiếc bàn nhỏ đây ạ. Bàn nhỏ thì kích thước là 40 x 75. 40 x 75 anh chị nhé. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi, mặt rộng 40. Thì tổng thể về bộ sản phẩm Âu Á hộp Trường Quần Thư hàng cột 10 bao gồm 6 món được chế tác trên chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Thì khi anh chị mà kê thì nó mất chừng khoảng độ 8 cho đến 9 mét vuông.
Đó thì anh chị có thể tham khảo về cái mẫu sản phẩm của bên em. Được chọn gỗ rất là kỹ nhá anh chị nhá, rất là đều màu và hoàn thiện kỹ càng. Và đặc biệt là phần thông số như là toàn bộ phần ván mặt là dày là 2 phân. Đó, xương vách là dày 6 phân. Và trương thì em làm là trương liền, cột 7 x 10. Bản cột là cột 7 x 10 anh chị nhá. Và chân thì là chân 10. Đoạn thì em làm là đoạn 8 chân. Thì một bộ sản phẩm Âu Á hộp bao gồm 6 món thì em đang bán với giá là 38 triệu. Đó, 38 triệu đồng. Hàng rất là dày dặn và hoàn thiện kỹ lưỡng cũng như là về phần gỗ. Thì em chọn gỗ rất là đều và đặc biệt là gỗ rất là lục lõi. Gỗ rất là lục lõi anh chị nhá. Thì anh chị nào mà yêu thích về bộ sản phẩm Âu Á Trường Cuốn Thư, đó hàng vách đục hoặc là vách trơn, thì có thể điện thoại trực tiếp cho bên em để được tư vấn và sở hữu đặt mua những cái sản phẩm hàng kỹ chất lượng cao. Và anh chị mà ở gần thì rất mong anh chị có thể qua trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Minh Nghệ Kinh Bắc, ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Điên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video clip ngày hôm nay thì em cũng xin phép là kết thúc tại đây. Thì anh chị nào có ý kiến đó, hoặc là muốn bình luận hoặc là đánh giá về sản phẩm thì có thể comment dưới cái video clip ngày hôm nay, thì em sẽ giải đáp cũng như là để em có thể cải tiến cũng như là cải thiện để đưa ra những sản phẩm hàng kỹ chất lượng cao hơn nó để phục vụ quý anh chị. Thì anh chị nào mà yêu thích kênh thì có thể đăng ký kênh và chia sẻ cũng như là cho em một nút like để em sẽ cập nhật cũng như là sẽ đăng tải những cái clip và giới thiệu những cái sản phẩm hàng chất lượng hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.